Miss Art Việt Nam, 14 nhan sắc tiềm năng trong đêm chung kết. Được khen sắc vóc và khả năng trình diễn, Hot TikToker có 2,4 triệu lượt theo dõi. Cô gái từng nặng 70kg, người đẹp ăn chay trường nổi bật tại chung kết Miss Art Việt Nam 2023. Trước khi đến với Miss Art Việt Nam năm nay, Hoàng Thị Kim Chi đã là một influencer, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, với hơn 2,4 triệu lượt theo dõi trên TikTok. Người đẹp 26 tuổi cao 1,68m, nặng 46kg, số đo 3 vòng 85, 60, 90. Tại vòng thi trang phục bảo vệ môi trường, cô mang đến set đồ làm từ giấy không cháy. Trong show thực tế của cuộc thi, cô được mentor, Á hậu Hà Thu, đánh giá là một thí sinh tiềm năng ở đội nước của mentor, Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa. Thời học sinh, Kim Chi từng giành giải nhì học sinh giỏi cấp thành phố môn địa lý. Cô cũng hoàn thành 4 năm học ngành địa lý môi trường, hiện là sinh viên ngành ngôn ngữ Anh. Dừng chân tại top 10 Miss World Việt Nam 2023, Hoàng Thị Yến Nhi tiếp tục thử thách tại Miss Art Việt Nam 2023. Người đẹp sinh năm 2000, cao 1,7m, nặng 47kg, chỉ số cơ thể 75, 58, 89. Tại vòng thi cắt vát trong show thực tế của cuộc thi, cô được ban giám khảo chọn làm first face và nhận nhiều đánh giá tốt từ mentor Bùi Quỳnh Hoa. Từ vòng sơ khảo đến xuyên suốt chương trình truyền hình thực tế của Miss Art Việt Nam năm nay, Đỗ Thị Lan Anh cho thấy sự hiểu biết về môi trường cùng nhiều hành động thiết thực để bảo vệ mẹ trái đất. Người đẹp 26 tuổi, đã sinh sống tại Mỹ 20 năm. Cô cao 1,71m, nặng 48kg, số đo 3 vòng 85, 60, 95cm. Nguyễn Thị Quỳnh Trang được mentor Hà Thu ghi nhận là một ứng viên mạnh trong đội hình do cô dẫn dắt tại Miss Art Việt Nam 2023. Cô cũng được ban giám khảo dành lời khen cho phần thuyết trình về trang phục bảo vệ môi trường, với bộ váy denim làm từ vải vụn. Người đẹp cao 1,7m, có chỉ số cơ thể 84, 60, 93. Cô có mặt trong top 15, đồng thời giành giải phụ Người đẹp du lịch tại Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2022. Lương Ngọc Thảo Sương đến với Miss Art Việt Nam sau khi dừng chân ở top 20 Hoa khôi Nam Bộ 2022. 3 năm trước, cô tăng cân đột ngột, nặng đến 70kg, ảnh hưởng tinh thần. Nhờ sự động viên của mọi người xung quanh, cô gái 23 tuổi lấy lại vóc dáng nhờ tập luyện. Hiện cô cao 1,7m, nặng 50kg, chỉ số hình thể 86, 60, 90. Tracy Lê Nguyễn là một trong hai thí sinh Việt Kiều được các giám khảo dành nhiều thiện cảm. Dù khả năng tiếng Việt không tốt, cô nỗ lực hòa nhập với cuộc thi và ghi điểm bởi nhiều hoạt động thiết thực hướng về môi trường. Tracy sinh năm 1996, yêu thích diễn xuất. Trước sàn đấu nhan sắc ở Việt Nam, cô từng vào top 3 cuộc thi hài độc thoại tại Los Angeles, giành giải nhất viết Modern Sức 2021. Đăng quang Miss Asia Canada 2015, vào top 20 Miss Super Ten of the World 2016. Nguyễn Thị Thu Cúc được đào tạo bài bản về diễn xuất tại Đại học Sân khấu, Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, giành huy chương đồng tại Liên hoan kịch nói toàn quốc 2021. Thí sinh 25 tuổi cao 1,75m, nặng 53kg, số đo 3 vòng 83, 60, 95. Nguyễn Thị Thu Trang được các giám khảo đánh giá cao khi đảm nhận vị trí vedette trong phần thi cát quát. Chân dài 19 tuổi đang là sinh viên Học viện Ngoại giao, đã được kết nạp đảng, hai lần giành giải đồng nghiên cứu khoa học và giành giải nhì Olympic tiếng Anh năm 2021. Cao Thị Ngọc Bích là người đẹp duy nhất trong top 30 chung kết Miss Art Việt Nam 2023 ăn chay trường. Cô duy trì thói quen này đã 4 năm. Người đẹp từng vào top 10 Miss Cham Việt Nam 2022. Cô cho biết bố mất đột ngột lúc cô 18 tuổi, ảnh hưởng lớn đến nhận thức, nhân sinh quan của cô. Vũ Hạ Sương lớn lên trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, học ballet từ nhỏ, giành một số giải K-pop dancer cover và thông thạo tiếng Hàn Quốc. Trải nghiệm đáng nhớ trong hành trình trưởng thành của thí sinh 22 tuổi là đi qua Covid-19 một mình ở nơi đất khách quê người. Lê Thị Kim Hậu, 20 tuổi, là kiện tướng quốc gia Taekwondo năm 2020, vào top 20 Miss World Việt Nam 2023. Lương Thị Mỹ Ngọc, 25 tuổi, tôn hình thể 85, 68, 93 với bikini cắt xẻ của nhà thiết kế Cathy Nguyễn. Trước Miss Art Việt Nam,
Nguyễn Thị Trang từng giành ngôi Á khôi 2 tại Đại sứ Văn hóa ASEAN 2022. Tại vòng thi cắt khoác theo đội của Miss Out, cô được ban giám khảo, các mentor khen ngợi. Ứng viên 20 tuổi tự hào tinh thần vượt khó của người cha làm nghề sửa xe và người mẹ làm công nhân. Phạm Thị Thu Hoài tốt nghiệp ngành diễn xuất. Cô nặng 53kg, cao 1,71m, có số đo 82, 62, 95. Người đẹp 25 tuổi tự hào người mẹ từng làm giúp việc, rửa bát thuê, một mình nuôi hai chị em cô ăn học. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.